Xin chào quá của anh em quay trở lại kênh YouTube của Tiki Audio nhé. Vâng, ngày hôm nay bên em thử cái sức mạnh của con súp Vigus VK2012 bắt 30 mặt trước. Em đang đấu trực tiếp hai cái súp đánh tức ngực luôn các bác ạ. Với không gian bên em là đây là 24 m², 24 đến 30 m², và những cái tầng thạch cao này đánh rung bần bật luôn. Em phải chẹn các bác ạ, anh phải chẹn những cái súp này đánh rung bần bật, đánh nó quá bạo lực, tức ngực, đau tim, đánh quá dã man. Riêng mẫu súp cao cấp Vigus VK 2012 bắt 30 mặt trước này thì các bác có thể thấy trên kênh của Tiki Audio. Vâng, đây là dòng súp cao cấp, rất là cao cấp, phân khúc gia đình. Được thiết kế hai màu, một màu đen và một màu đỏ. Thì đây là em đang tích hợp hai mẫu súp đỏ cùng chơi một lúc để thử cái độ mạnh. Thì các bác thấy không? Gần cao su tinh khiết và màng bát polyplast cao cấp, quánh dung. Đây là hàng chính hãng, vì thế là các bác thấy không, tiếng trầm nó rất là chuẩn, sắc nét từng cái tiếng nhạc. Đó, em đang kết nối với một đô la là G4000, đô la là G4000 bát 30 và một cái lưng tiếng hai đầu IP100 và một cái vang rút KM8X bản Pro và một cái lưng tiếng hai đầu IPM, một cái đẩy Vigus D500 hai kênh. Các bác thấy không, của anh quá dã man luôn. Model 2012 các bác nhá, VK2012. Riêng mẫu súp này thì các bác không phải bàn rồi, từng đường nét thiết kế để hoàn thiện quá là sắc sảo và tiếng trầm cực kỳ là sắc gọn. 2 bát 30 đánh vào là bát 60 luôn, các bác có thể thấy không, nó cộng vào quá dã man. Vâng, các bạn làm muốn sở hữu cho mình một cái mẫu súp Vigus VK 2012 bát 30 mặt trước thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho hai số hotline của Tiki Audio nhé. Và địa chỉ thì là ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại là 0923024999 và 0378938999 các bác nhé. Vâng, bác bát nó oánh ghê sợ đúng không ạ? Vâng, các bác chờ một chút xíu để tiếng bát nó xuống nó oánh. Chân đế được thiết kế đa năng các bác nhá, chân đế được thiết kế đa năng, nâng hạ độ cao rất là tuyệt vời. Các bác thấy không? Quá bạo lực. Hai bát. Riêng tiếng trầm này thì các bác không phải bàn luôn, tiếng cực hay, sâu, nặng, đầy sức nặng luôn, nghe tiếng bát cực kỳ là dày. Tắt hết súp đi rồi. Vâng, thấy không? Rất mỏng luôn. Rất mỏng. Nó không còn được cái độ nặng, độ dày của cái tiếng nhạc. Để tăng lên 2 súp. Vâng, thấy không? Quá bạo lực. Vâng, sau đây xin phép được dừng video. Thì các bác có muốn sở hữu các bác hãy gọi liên hệ ngay với Tiki Audio nhé. Và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo. Vâng, súp Vigus VK 2012 hàng chính hãng.